từ thôi, cẩn thận nha, chậm thôi. Ê, trời đất, cẩn thận rồi mà, có sao không? Không, không sao. Có bầu phải cẩn thận một chút. Ủa anh Khanh, anh vẫn còn ở đây hả? Anh Khanh, em tưởng anh đi rồi chứ. Vậy tôi đi trước nha. Anh Khanh, chuyện tôi đi hay ở có liên quan gì tới cô đâu hả? Anh nhìn hai người cũng hạnh phúc dữ ha. Trời, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh ta không có gì hết á. Không có gì là sao? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Mà không có gì là sao? Mới ngày nào cô khóc lóc tiễn tôi đi xa, vậy mà bây giờ cô lại ôm ấp với thằng đàn ông khác. Không có. Tôi không ngờ cô lại là người phụ nữ hay lầm như em, vậy. Em không có, em không có. Anh phải tin em chứ. Không có, em không phải như vậy đâu anh. Cô thật là đáng sợ mà.